Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo, trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em, nhớ click. Yo, hello, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình đây, tiêu tử bá đạo đây cho mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Play Together. Đây là mình đây, tiêu tử bá đạo đây, rất vui các bạn ạ. Ok, đầu clip thì anh em cho tôi xin một like cũng như một subscribe để ủng hộ channel phát triển nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, và quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với những má code coupon mới nhất của game Play Together anh em nhé. Hôm nay thì tôi sẽ share cho các bạn ít nhất là 3 đến 4 code mới nhất. Ngoài ra thì sẽ tổng hợp thêm cho anh em tổng hợp tất cả như 8 code code của tháng 12 anh em nhé. 8 code, tôi thấy có một số bạn làm thiếu anh em, thấy nhiều anh em làm là có 7 code thôi. Chả biết là các bạn làm có gì có thiếu hay không thì tôi biết, nhưng mà theo tôi biết là hiện tại game có 8 code anh em. Thì ở video ngày nay thì hôm bữa tôi mới nhập như là được 5 cái, sao anh em còn 3 cái nữa tôi chưa nhập. Thì hôm nay tôi cũng nhập luôn, tiện thì tôi share luôn cho anh em. Vì hôm bữa thì bữa tôi có đi câu cá, mấy hôm tôi đi câu cá đi chơi thì tôi có phát hiện ra một số anh em hỏi một số câu, tôi mới biết là hóa ra là không phải các bạn đều nhập hết đây. Vì hôm hay là các bạn cũng không biết là các bạn có thích những cái món đồ này không, nhưng mà tôi thấy cũng bình thường. Đây hôm một số anh em hôm tôi ngồi câu cá, mấy anh em bảo ui mú ở đâu đẹp thế bạn. Ủa mình bảo, tôi bảo ui cái mú này là đẹp hả? Tôi thấy cũng bình thường, nhưng nhiều anh em cốt này, cái này cũng là một mã cốt anh em nhé, các bạn nhầm là sẽ có thôi. Thế này là ở video ngày nay tôi cũng share luôn cho anh em. Ngoài ra thì tôi bên kênh thì bữa nay tôi cũng làm thêm game Play Together nên là đây rồi, anh em đây rồi. Đó, nên là anh em nào hứng thú với tựa game này thì đừng quên để lại kênh một like và subscribe đây để dõi theo channel, cũng như là cập nhật được các thông tin mới nhất cũng như vui chơi cùng tôi luôn anh em. Sắp tới tôi sẽ tổ chức các event cho anh em luôn rất là nhiều. Uầy, hôm nay đầu game này anh em này mới vào chưa biết gì đã nhận ngay được 10 kim. Wow, 20 kim cương các bạn, 20 kim cương, 30 kim cương này, ngon thế nhờ. Trời, mới vào chưa biết gì anh em đã có 20, 30 kim cương, ngon chưa này. Đó, rất là ngon luôn các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi thì vẫn đang cày, anh em mấy ngày tôi bận quá không thời gian cày được, đang cố gắng cày lên cấp 5 rồi tặng quà cho anh em đây. Đã lên cấp 5 là sẽ có Evan và thứ tặng quà cho anh em luôn. Mới cả đặt rồi đã đặt sub rồi anh em nhá. Đó, kênh đặt các mốc sub thì sẽ có Evan tặng quà cho anh em. Ok, và không để mất thời gian của anh em nhiều hơn nữa thì chúng ta giờ sẽ cùng nhau đi nhập các má coupon mới thôi anh em. Đây, hôm nay thì tiện tôi sẽ share luôn cho anh em nhá. Cái nào mà các bạn chưa nhập thì tranh thủ nhập luôn. Ok. Ok các bạn, má đầu tiên anh em 2021 loot crack. Thôi đọc nghe cho giấy này, tôi đọc chép tàu tiếng em 2021 LUTKRAKCKR. Đấy, các bạn có thể nhìn và anh em nhập nhá. Đây, phần quà đã được gửi đến thư anh em. Code mới đồng hoàng các bạn nhá, không để bảo không nhập được. Ok. Rồi, tiếp tục các bạn, má tiếp theo. Ok, lên sóng má tiếp theo nào các bạn ơi. Ok, má này khá là quen thuộc cho các bạn. Đây này, anh em nhập rồi, má này chắc các bạn nhập rồi anh em. Còn hai má nữa nhá các bạn nhá, hai má mới nữa chưa nhập đâu. Thì tôi sẽ share cho anh em luôn, các bạn cứ dõi theo, đừng dõi theo video của nó, các bạn có thể tua qua. Vì đó là FORI gọi for you 20 game anh em. Đó, for you game anh em. Rồi ok. Đây, cúp này đã hết hạn, vui lòng nhập cúp khác. Kiểu chắc là cúp này tôi nhập rồi anh em nên là nó báo vậy anh em. Cúp này tôi nhập rồi các bạn nhá. Đấy. Cốt này đó, này dành cho mấy anh em nào chưa nhập thì tranh thủ nhập luôn này. Tiếp tục anh em. Ok, tiếp tục các bạn. Đây. Đó, Rewarded Payback thì đây anh em 2021 các bạn này. Đây. Tiếp cục có cái gì ấy, lão hạc vừa đi lạc à? Ô kìa. Lão hạc đi lạc đâu ra đây? Rồi, ok. Đấy. Đã qua sử dụng anh em, vui lòng nhập má code khác anh em. Đây, code này đã nhập chưa, đã qua sử dụng anh em nhá. Đấy, đầu đã rồng rồi anh em. Đó, ủa vậy là code này hết hạn thật anh em. Vậy là code này vẫn nhập được này các bạn này. Đó, tiện check luôn. Code này nhập được anh em nhá. Bạn nào chưa nhập anh hùng nhập này. Tiếp theo là For You 2K Start anh em. Đây. Tiếp tục một con đe nữa. Đấy, bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập anh em nhá. Đây, code này nhập qua. Đấy, con này đã. Đấy, ok, vẫn còn sử dụng được bạn nhá. Vậy là con đe này vẫn sử dụng được anh em. Vậy là cái con đe game kia là nó bị hết hạn rồi anh em. Con đe 20 Start game kia là quên 20 game kia là hết hạn rồi anh em. Đó. Ok, tiếp tục các bạn. Tiếp tục code này như tôi chưa nhập anh em. Haruka Ri 2021 các bạn. Đấy, con mới tiếp anh em này. Con này tôi chưa nhập luôn anh em. Phần quà này. À, đã nhận sử dụng. À, đúng rồi. Đây là cái mũ anh em. Nó. Đây chính là cái mũ này anh em này. Không nhầm, tôi nhớ không nhầm. Đây là cái code cái mũ anh em nhé. Cái mũ tôi vừa nói anh em là cái code này anh em này. Đây, cái code mà cái mũ lúc nãy mà tôi vừa vào đầu video tôi nói đây anh em. Là cái code này đấy. Anh em chỉ thủ nhập nhé. Đây này, code đi đây các bạn nhé. Rồi. Ok, tiếp tục code tiếp theo này anh em. Halloween Together. Ok, Halloween Together anh em. Ô, con đen này đã hết hạn. Vậy là hiện tại chúng ta còn có 6 code rồi à. Đây anh em, code này là code mới các bạn này. Code này tôi chưa nhầm luôn này. Karu Win, ok, 2021 anh em.
Đó, tôi chưa nhập luôn anh em. Đó, code hắn còn dùng được luôn anh em, tôi chưa nhập mà. Đây. Đó anh em tranh thủ nhập nhá. Rồi, tiếp theo anh em. Ok, tiếp theo các bạn. Đây. Đây tổng hợp code lại cho anh em luôn. Vậy là chúng ta mất hai code anh em nhá. Code này là 1 này. Với code này là 2 anh em, hai cái này là hoàn toàn hết hạn được các bạn nhá. Chúng ta chỉ còn 6 code thôi anh em. Đâu còn 2 4 ơi 6 code các bạn, còn 6 code là dùng được đây anh em. Rồi. Đây code cuối cùng anh em, win test reland gì đây anh em. Cô này tôi cũng chưa nhập các bạn. Đấy, đã gửi về hòm thư anh em. Đó vậy ta tổng thể thấy hiện tại game chúng ta là còn 6 code các bạn nhá. Đó anh em tranh thủ online và nhận code anh em để nhận được những phần quà hấp dẫn. Ngoài ra thì cũng đừng quên để lại cho kênh tôi một like như subscriber để theo channel và sắp tới sẽ nhận được những phần quà vô cùng đặc sắc như là hấp dẫn bên kênh dành cho anh em. Đó các bạn nào hứng thú thì đừng quên để lại cho kênh nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, đây là giải thưởng chúng ta sau khi nhập quà và anh em. Phần code của chúng ta thì trông khá là ngon anh em. Đây. Chúng ta sẽ được nguyên một bộ đồ anh em, hôm bữa tôi nhập mất cái mũ rồi các bạn nhá. Chứ không nào được nguyên cả bộ đồ anh em, là cả mũ luôn. Đó, phần thưởng các kiểu anh em, copo rồi 500 đấy là 500 tuyết này các bạn này, kim cương anh em, rất là nhiều phần quà hấp dẫn luôn. Nhận nào. Ok, nhận tất cả rồi. Đấy, 30 kim cương anh em, 800 1k 8 tiền. Rồi, ok, nhận su băng về. Đó, su băng này anh em này, quá ngon lành luôn. Đó, giờ được nguyên một bộ đồ anh em, để về tôi mang luôn cho các bạn coi. Đấy, bây giờ phải mang nguyên cái bộ đồ ghi về mới gọi đẹp các bạn. Cái mặt này xấu nhờ. Nhận bộ đồ này coi anh em. Không ăn, bây giờ tôi sẽ mang về, mang vào cho anh em coi nhé, từ từ. Thì đây, yêu cầu kết bạn, chấp nhận. À không thể nữa thì thôi từ chối anh em cho nó đỡ mất chật đồ. Ok, trang bị này. Quần áo anh em, đây. Cái mặt cười mới này tôi không thích anh em, cái biểu cảm này nhìn xấu thật sự các bạn, thôi để bạn thấy còn hơn. Đây anh em, đó nguyên set đồ anh em nhá. Đây là nguyên set đồ khi mà các bạn nhập full code tôi vừa giới thiệu cho anh em. Đó các bạn sẽ được nguyên set đồ này, nhìn trông khá là hấp dẫn các bạn. Ngoài ra thì tôi mới được con thêm con xe cút kít đâu rồi. Đây anh em. Thêm sao vàng là sao? À đây anh em, thêm sao vàng. Rồi ok. Rồi ok các bạn, từ từ. Ngồi lên xe đó nào. Nào, xe ta bon trên dáng đường mà đàn xe ta băng băng qua đôi đèo. Chào em cô gái đâu, cái này phải làm gì nhỉ? Cái bà gì nhỉ? Cái bà gì chiếc xe đạp ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi anh em. Cái bà này phải hợp với bà chiếc xe đạp hơn. Ừ, hợp lý anh em. Ôi giời ơi, xịn sò. Ừ. Ngày mai đăng nhập, hình như là ngày mai đăng nhập nữa là tôi nhận được cái ô tô thì phải các bạn. Thôi. Có thể thư này có gì đây? À hộp thư anh em, hộp thư đến. Chúc anh Noel vui vẻ. Đấy bạn em đi ok rồi. Chúng ta kéo qua phần tin tức anh em để xem tuần này chúng ta có thông báo gì không. Có bảo chỉ đột ngột hôm 17 thôi. Cái vấn đề này thì hôm bữa như có phát quà rồi anh em. Ừ, nói chung là vậy anh em. Nói chung thì thông qua hiện tại hôm nay là có những phần quà hấp dẫn vậy thôi. Xem nào, còn vấn đề gì nữa không? Sao cứ quay đi quay lại mấy cái này miết thế nhờ. Bấm like, não hạc. Não hạc 123. Tên bá đấy, ok. Đi chơi nào anh em. Các bạn cày sự kiện đến đâu rồi, còn 9 ngày nữa này. Tôi bị lười các bạn, không cày luôn, gần như là chả cày luôn các bạn. Đây xem nào, đi đổi được món nào không? 700 thôi à. 720, à đây anh em, đổi được cái thông này. Quên 710 à. Nào thì đổi món này coi anh em. Rồi, ghé vào làm nhiệm vụ tí nào anh em. Mấy hôm nay là không làm nhiệm vụ các bạn. Đâu rồi, khu cắm trại bên nào ta? Tôi nhớ tôi vừa mới thấy nó ở đây mà. Đây đây, như chỗ này các bạn. Ô đâu rồi? Từ từ tôi lấy xe đạp ra anh em. Đó. Tình yêu và chiếc xe đạp anh em. Đó, trời ơi, có xe đi nó xịn sò hẳn ra các bạn. Ok, nhưng nói chung là cũng vui. Tự nhiên nó ăn quăng hôm nay lại có cốt mới anh em. Ôi trời ơi, trời ơi, đi vào nào. Đi vào thôi em ơi. Đó, đi vào đây xem nào anh em. Mấy hôm nay không làm nhiệm vụ rồi. Bon bon đi làm tí nhiệm vụ anh em. Nào, xem nhiệm vụ là gì. Đi tìm gói quà. Ok, gói quà thì nói chung thì chắc không phải nhắc lại đúng không? Mấy cái này bạn nào mà làm quen tầm này chắc là chỉ cần nhận nhiệm vụ cái là cứ thế là nhảy xe thì đi lấy thôi anh em. Ok, chúng ta sẽ cùng đạp xe đạp nào. Jin Jin. Tôi đến đây, gói quà ơi. Tôi đến đây, có gói quà, tôi đến đây. Đây anh em, gói quà đây. Đó, tiếp tục các bạn. Ok, bị kẹt à. Lái ra đừng mà, đùa. Ok, chúng cho lái luôn các bạn. Đây anh em, gói quà tiếp theo nó bên này nhá. Đây đây. Sau đó các bạn lên trên nữa, ở trên nó có nhiều hơn. Đó anh em qua đây nó được 3 hộp rồi, anh em lên trên nó nhận được 2 hộp nữa là xong, hết nhiệm vụ.
đơn giản đi về trả nhiệm vụ theo xong các bạn đấy, khá dễ dễ. Rồi ok, đi lên đây, đi xe nào, lên thôi Jin Jin. Đạp này nghe hơi tốn cơm các bạn nhỉ, không sao, bữa nay tôi đang giảm cân các bạn, bữa nay tôi cũng đang giảm cân, trong quá trình giảm cân nên là bớt ăn thế này cũng được các bạn, đạp xe cho nó tăng hiệu quả. Chủ được 116 kim cương rồi kìa. Mấy đứa anh em, mấy đứa rảnh bắt đầu lên VIP, mà bắt đầu lên cấp cao là bọn tôi sẽ bắt đầu nạp tiền anh em, nạp tiền để bắt đầu có tiền tặng quà. Thế nhiều bạn bảo là thích quà là tặng bằng trả bằng tiền hơn, ok. Nói chung thì chỉ cần anh thích thì tôi sẽ chiều các bạn, không sao cả, trong khả năng của tôi là được nhé, nó chết trong khả năng nhé, chứ không nằm ngoài khả năng đâu, nằm ngoài khả năng thì tôi chịu. Nói chung cái gì cái cứ trong khả năng là tôi sẽ đáp ứng anh em. Đó. Nói chung thì bên kênh thì còn rất là event, tôi sẽ tổ chức event anh em, bởi vì chưa lên cấp, đợi đến cấp 5 anh em, cấp 5 làm event luôn chơi cho sướng. Hôm nay tôi sẽ tặng được các bạn quà cáp đó, tặng quà tặng đồ cho anh em. À đúng rồi, tôi đi qua tha chơi tháp vô cực một thử một lần nhỉ, các bạn bên này có tháp vô cực quên mất anh em, trả nhiệm vụ qua tháp vô cực chơi phát. Thấy bữa nay có nhiều anh em làm mấy cái video thử thách leo tháp trông hay thật sự luôn anh em, tôi cũng muốn làm nhưng mà khả năng của mình phải biết đến đâu anh em, thật sự luôn. Rồi, bữa nay tôi leo hắn còn dở lắm bạn nên là chưa chơi được, cứ bình tĩnh anh em. Rồi kẻ nộn trả nhiệm nộn nộn anh em đây. Rồi ok, thế nào nhận phần thưởng anh em. Rồi, ok các bạn, chúng ta qua tháp vô cực chơi thử con nào. Đây đúng không, đây là khu vực chơi tháp vô cực đây đúng không bạn. Đây quả chơi thì xem như thế nào các bạn, đây 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 hành trình tham tháp vô cực đây. Cái này là gì, đây là, rồi ok, wow, tất nhiên là không leo dễ dàng các bạn. Ok nghe hấp dẫn đấy nhỉ, thử coi. Ồ, nghe leo chừng, nghe chừng cũng hơi hấp dẫn anh em, thử phát, tôi cũng chưa theo thử lần nào anh em, leo thử tháp vô cực luôn. Chưa kỳ ra hạng 1 rồi thế này. Đây đây các bạn, đây 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 đây. Ok kìa, ai đến chạy còn nộn như thế thì thôi chứ còn gì để nói nữa anh em. Nói đến chạy còn nộn như thế thôi còn gì để nói nữa các bạn. Ok kìa. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải nghiên cứu quả game này sau anh em. Rồi tôi sẽ nghiên cứu quả game này sau anh em chơi chơi này. Rồi. Ok nói chung thì video ngày nay cũng sẽ qua code cho anh em thôi. Clip xin phép các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn anh em đã dõi theo video của kênh Tiểu Tử Đường Phố, Tiểu Tử Bá Đạo rất nhiều, và giúp anh em trên đại kênh một like, subscribe của channel nhé. Giờ thì bye bye.